Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hiểu về tâm trí. Bạn thân mến, chúng ta gặp nhau ở đây. Nếu bạn thấy được video này, hay là bạn đã biết đến kênh Hiểu về tâm trí, tức là bạn đã gửi đến một hoặc là vài yêu cầu đến với vũ trụ, hoặc là tín hiệu mà vũ trụ muốn gửi đến cho bạn rằng đã đến lúc bạn cần phải thay đổi cuộc sống, thay đổi con người cũ của bạn để trở thành phiên bản hoàn hảo hơn. Hôm nay có lẽ là một video quan trọng và thực sự sâu sắc đối với những bạn thực hành luật hấp dẫn. Đó chính là về tâm trí. Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy là có sự thay đổi, và đó chính là tín hiệu của vũ trụ. Vũ trụ bắt đầu thử thách bạn để xem là bạn có thực sự muốn nâng cấp bản thân mình hay không. Nếu như bạn vượt qua được thử thách của vũ trụ, bạn sẽ bắt đầu một mối quan hệ lâu dài, một hành trình mới của bản thân bạn. Bắt đầu từ đây, bạn sẽ nhận được mọi điều mà bạn mong muốn, và vũ trụ thì luôn dành điều tốt đẹp nhất cho bạn, vì bạn tin tưởng vào bản thân và bạn xứng đáng để sống với những điều tốt đẹp nhất. Hãy cam kết là tôi cùng với bạn sẽ xem hết đến cuối video, rồi xem thêm các video khác về luật hấp dẫn trên kênh Hiểu về tâm trí. Sau đó thì thực hành ngay lập tức. Tôi muốn là bạn hãy dành thời gian để xem thêm, xem lại, để tâm trí tiềm thức của bạn được phát triển, được kích hoạt sức mạnh có sẵn của nó, để bạn bước ra khỏi rào cản suy nghĩ bấy lâu nay của bạn, chứ không chỉ đơn giản là tăng được một vài lượt view. Nếu như bạn thấy video là bổ ích, hãy nhấn like video, đăng ký kênh và đừng quên là chia sẻ nó cho những người bạn yêu thương nhất, để họ có cơ hội thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi như cách mà bạn đã thay đổi. Hãy để lại mong muốn của bạn bằng lòng biết ơn ở bên dưới video. Nó sẽ giúp bạn nâng cao được năng lượng của sự tích cực đến với vũ trụ và lan tỏa năng lượng tích cực này đến cho người khác. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ quay trở lại đây và cảm ơn. Tôi cảm ơn Hiểu về tâm trí, cảm ơn vũ trụ, cảm ơn chính bản thân mạnh mẽ của mình. Thường thì khi bạn tập trung vào những điều bạn mong muốn và bạn bước đi trên con đường mà hiện thực hóa chúng. Thế nhưng mà liệu đã bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao mà con đường này lại không phải lúc nào cũng bằng phẳng và dễ dàng hay chưa? Sự thật là vũ trụ không chỉ đơn giản là đáp lại mong muốn của bạn một cách trực tiếp, mà thay vào đó, vũ trụ sẽ đưa cho bạn một loạt các bước trung gian, và không phải là để bạn gặp khó khăn đâu, mà là để thử thách sự sẵn sàng của bạn cho một việc gì đó to lớn hơn, tuyệt vời hơn trong cuộc đời của bạn. Bây giờ đây, tôi muốn là chia sẻ nó dành cho bạn. Hãy tưởng tượng rằng mỗi bước đi trên hành trình thử thách này, đó là một cơ hội để thể hiện cam kết và lòng chân thành của bạn. Vũ trụ với sự kỳ diệu của nó đang kiểm tra độ kiên nhẫn của bạn. Với mỗi một thách thức, đó là một lời thì thầm đến từ vũ trụ, kiểu như là bạn có thực sự đã sẵn sàng cho sự thịnh vượng mà bạn đang tìm kiếm, hay là bạn đang sẵn sàng để giàu có hay chưa? Sau khi bạn vượt qua được những thử thách này, vũ trụ sẽ nghe thấy và bạn thiết lập một mối quan hệ với vũ trụ. Nó lắng nghe mong muốn của bạn, đưa những mong muốn tuyệt vời vào với cuộc sống của bạn, bởi vì vũ trụ thấy là bạn xứng đáng. Tuy nhiên, con đường này thì đôi khi nó sẽ trở nên khó khăn trong giai đoạn này. Chúng ta sẽ thường đặt ra hai câu hỏi quan trọng là điều gì mới thực sự làm cho việc biến mong muốn của bạn trở thành hiện thực? Và tại sao mà nhiều người gặp khó khăn trên con đường này đến như vậy? Có thể là bạn sẽ gặp khó khăn ban đầu vì việc là biến mong muốn của bạn trở thành hiện thực. Đó là một quá trình kết hợp giữa tâm trí của bạn và hành động bên ngoài của bạn. Thay vì là thay đổi ngay lập tức, đôi khi chúng ta phải đối mặt với một loạt các thách thức dường như là vũ trụ đang đưa ra để kiểm tra mong muốn của bạn. Ví dụ như, chúng ta có thể chọn mục tiêu của mình, mong đợi cho sự thay đổi tích cực, sự giàu có, cơ hội mới hay là những kết nối đầy cảm hứng trong cuộc sống. Thế nhưng mà đôi khi, con đường này lại trở nên rất phức tạp. Và trong cuộc sống hiện đại như ngày nay, sự phức tạp này, đôi khi chúng ta có thể bị cuốn lại trong những tình huống trái ngược với ý muốn của chúng ta. Thậm chí là tình hình tài chính có thể bị tồi tệ hơn, và thách thức thì ngày càng gia tăng nhiều hơn. Điều này thực sự khiến cho chúng ta phải đặt câu hỏi về việc là sự hiệu quả của luật hấp dẫn. Thế nhưng mà bạn của tôi, hãy tin tưởng vào bản thân của mình lên nào. Chúng ta phải nhận ra rằng vũ trụ trong sự kỳ diệu của nó đang áp dụng một phương pháp độc đáo để thử lòng của chúng ta. Đó là một bài kiểm tra tinh thần chân thực.
Nó muốn hỏi bạn rằng, liệu là mong muốn của bạn có nảy sinh từ tận đáy lòng hay không? Bạn có thực sự sẵn sàng để đón nhận giấc mơ hay ước mơ mà bạn đang tìm kiếm hay không? Chúng ta sẽ cùng xem xét về một số mong muốn phổ biến nhất mà tôi có đọc được từ các bạn bình luận trên kênh. Đó là về sự giàu có. Thế nhưng mà trên hành trình đến với sự giàu có, nó đòi hỏi có một sự biến đổi từ bên trong. Bạn phải là một người chịu trách nhiệm cho tài chính của mình hay không? Bạn có thực sự yêu tiền hay không? Vũ trụ luôn kiểm tra những câu hỏi tương tự như vậy. Liệu bạn đã thực sự sẵn sàng để bước qua rào cản bấy lâu nay ở trong bạn hay chưa? Bạn có dám làm một điều gì đó mới mẻ hay không? Bạn có thực sự mong muốn là trở nên giàu có hay không? Hay là bạn chỉ xem một vài video trên kênh Hiểu Về Tâm Trí, sau đó thì bạn lại cầm điện thoại để lướt Facebook, TikTok, bạn xem những video vô bổ trên các nền tảng xã hội, rồi rốt cuộc bạn quên đi hoàn toàn kiến thức mà bạn vừa xem. Bạn không có điều gì đọng lại trong tâm trí của bạn sau khi xem kênh Hiểu Về Tâm Trí. Với những thử thách này, bạn phải hiểu được cách mà vận hành của vũ trụ. Nó giống như việc là chúng ta lật các trang sách vậy. Thay đổi nó sẽ diễn ra qua một trường mới. Bạn sẽ khám phá ra những thách thức mà đã trải qua chỉ là một bước đệm để bạn tiến gần hơn đến với những mong muốn mà bạn đang gửi đến với vũ trụ. Bạn thấy không? Việc biến mong muốn trở thành hiện thực thì không phải là đơn giản là về việc mà vũ trụ thực hiện những yêu cầu cụ thể của bạn, mà là về một điều gì đó sâu sắc hơn khi bạn nhận ra được sự tự nhận thức này. Rồi sau đó, bạn có thể xem vũ trụ như là một người bạn của bạn, một tình bạn cởi mở và thân thiết. Lúc đó, làm sao vũ trụ có thể bỏ rơi bạn được? Bạn có thấy tôi không? Tôi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và nhẹ nhàng. Tôi trân trọng từng phút giây trong cuộc sống này, bởi vì tôi biết rằng luôn có vũ trụ sẵn sàng để giúp đỡ tôi. Tôi luôn mở lòng để đón nhận chúng. Tôi cùng với những năng lượng đến từ vũ trụ và chia sẻ những điều tuyệt vời đến với mọi người xung quanh. Tất nhiên, trong quá trình tôi chia sẻ, sẽ có những người đồng tình, có những người không đồng tình. Thế nhưng thay vì tập trung vào những người không đồng tình, tôi sẽ tập trung và biết ơn với những người đồng tình với điều này. Tôi sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì mình có, tất cả những gì mà chúng tôi tìm hiểu được, tất cả những gì từ trải nghiệm, từ kiến thức và kinh nghiệm của cá nhân mình. Hãy lặp lại điều này để nhấn mạnh rằng vũ trụ không phải là một vị thần để thực hiện những mong muốn cụ thể của bạn, mà vũ trụ là một tấm gương phản chiếu bản chất bên trong tâm trí của bạn. Tôi vẫn thường hay nói với bạn rằng cái gì có ở trong đầu thì sẽ có ở trên tay. Nó chính là như vậy đó. Bạn đang suy nghĩ gì trong tâm trí của bạn, vũ trụ sẽ phản chiếu ra thế giới bên ngoài và nó sẽ trở thành hiện thực. Nó cũng không chỉ đơn giản là về việc bạn nhận được những gì bạn yêu cầu, mà là việc bạn nhận được những gì nó phù hợp với bạn. Hãy suy nghĩ về điều này. Bạn có những mong muốn để có sự thịnh vượng tài chính, để bạn tìm thấy một tình yêu sâu sắc, để bạn đắm chìm trong ngôi nhà mơ ước của bạn, hoặc là bất cứ một điều gì khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là nếu như bạn không thay đổi bản thân bạn, nếu bạn không chịu thay đổi tư duy và tâm trí của bạn sẽ vẫn phát ra một năng lượng giống hệt như cũ, bạn sẽ không thể thu hút được những năng lượng cao hơn đến từ vũ trụ. Vũ trụ đưa ra thách thức như là một cách để mời bạn biến đổi và thay đổi góc nhìn. Bạn phải tự hỏi rằng, liệu bạn đã sẵn sàng để phản chiếu năng lượng của sự thịnh vượng ngay cả khi đối mặt với thách thức hay chưa? Khi bạn tỉnh thức với góc nhìn này, bạn sẽ nhận ra rất nhiều cơ hội ẩn sau những thách thức đó. Đây không chỉ là một sự thay đổi trong tình huống này đâu, mà nó là trong tư duy của bạn. Và điều này nó sẽ đưa bạn đến với bước thứ hai trong thử thách của vũ trụ. Đó là chứng kiến sự cam kết của bạn với phiên bản mới của chính bạn, đặc biệt là trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Vậy thì, bằng cách thực hành lòng biết ơn và những mong muốn hàng ngày của mình, bạn đang lựa chọn một cách tái sinh, một phiên bản mới hoàn toàn của bạn. Đây là một phiên bản mới của bạn mà vũ trụ đang hình thành, đưa bạn đến với những mong muốn bấy lâu nay của bạn. Những thách thức này thì chính xác, nó là dấu hiệu xác nhận cho sự quyết tâm của bạn. Chúng là hướng dẫn viên trên hành trình biến đổi của bạn. Vì vậy, quan trọng là bạn phải nhớ rằng, mỗi khi mà bạn bắt đầu hành trình biến đổi, biến những mong muốn của bạn trở thành hiện thực, bạn đang thực hiện một sự lựa chọn để đón nhận phiên bản mới hơn. Lựa chọn này, nó chính là chìa khóa để nhận được những gì bạn mong muốn. Trước khi chúng ta khám phá và chiến lược để vượt qua được những thách thức từ vũ trụ,
hãy dừng lại trong một cuộc tưởng tượng sau đây. Hãy tưởng tượng rằng con người trước đây của bạn, nó tương tự như là một sinh vật sống riêng biệt. Một con thú cưng yêu thích của bạn, đó có thể là một con mèo, một con chó hay là bất kỳ một sinh vật nào bạn yêu thích. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đứng giữa một cuộc chiến tâm trí của mình, một cuộc chiến mà giữa quá khứ và tương lai, giữa những niềm tin cũ và những khao khát biến đổi mới. Sinh vật gỗ này, nó là một bản thể quen thuộc, nó đã xâm chiếm trong không gian tâm trí của bạn suốt nhiều năm nay. Nó đã xây dựng lên một thế giới riêng, những ký ức và những hình ảnh của quá khứ. Nhưng bây giờ, một sinh vật mới đã xuất hiện, nó tỏ ra mạnh mẽ và tự tin. Đó là tuyên bố nó sở hữu không gian này như là một người thuê nhà mới vậy. Nó đến và nói rằng, đây là nhà của tôi. Tất nhiên là với sinh vật cũ kia, nó đã trở nên quen thuộc, thân thuộc, thế nên sẽ có những phản ứng mạnh mẽ. Nó cố gắng sẽ bảo vệ lãnh thổ cũ của nó, giữ lại quyền thống trị và kiên nhẫn chiến đấu để không bị thay thế. Cuộc chiến này tượng trưng giống như là một cuộc đối đầu giữa quá khứ và tương lai để thể hiện sự kháng cự của sự thay đổi. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng sự phản kháng này thì không phải lúc nào cũng là xấu, mà đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi đang diễn ra. Sự phản kháng của sinh vật cũ, nó tương tự như là việc một ngôi sao sáng đang sáng chói sắp tắt đi, thì nó là một dấu hiệu cho thấy cuộc tái sinh của bạn đang đến gần. Thay vì bạn sợ hãi cho sự biến đổi, thì hãy mở rộng lòng và tận hưởng nó. Hãy tôn trọng sự phản kháng này và đối mặt với nó bằng lòng biết ơn. Bởi vì chỉ khi bạn thấu hiểu và đối mặt với sự phản kháng này, bạn mới có thể tiến đến một bước tiến thay đổi mới. Hãy tưởng tượng như bạn là một tác giả của một cuốn sách cuộc đời của mình. Bạn viết lên từng trang mới một. Đừng tập trung vào những trang đã viết xong, mà hãy tập trung vào những trang sắp tới, nơi bạn có thể tạo ra một câu chuyện mới, hấp dẫn hơn. Mỗi một ngày là một trang mới của cuốn sách độc đáo của bạn, một trang đầy ắp những tiềm năng và cơ hội, mà những dấu hiệu của sự phản kháng từ những sinh vật cũ này, nó chỉ là một phần của cuốn sách. Vì vậy, hãy tự tin đối diện với cuộc chiến ở trong tâm trí bạn, đón nhận sự phản kháng với lòng biết ơn và hạnh phúc, bởi vì đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang tiến đến với một bước tiến tốt hơn tới với sự thay đổi. Hãy tạo ra những trang sách mới trong cuộc đời của bạn và tôn trọng mỗi bước đi trên con đường này của sự phát triển trong hành trình cuộc đời bạn. Đó không chỉ là việc bạn đối mặt với sự phản kháng từ bản thân cũ, mà bạn còn đang xác nhận và xác định mong muốn của bạn một cách cụ thể. Bạn tập trung vào tâm trí của con người mới mà bạn muốn trở thành. Khi bạn đối mặt với thách thức và trở ngại, đừng tập trung vào sự thiếu hụt hoặc lo lắng. Thay vào đó, hãy tập trung vào cách mà con người bạn muốn trở thành, nó sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Hãy tưởng tượng rằng bạn bước vào tâm trí của một con người mới này và bạn hỏi, nếu tôi là người này thì tôi sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Tôi sẽ phản ứng ra sao? Bằng cách là dùng tâm trí, sự hình dung và tưởng tượng, học hỏi từ con người tương lai của bạn, bạn sẽ nhận được sự hướng dẫn quý báu. Đây giống như việc là bạn tham khảo một người hướng dẫn đã từng trải và có kinh nghiệm vậy. Đồng thời, hãy tôn vinh sự tiến bộ của bạn. Mỗi bước đi, cho dù là nhỏ đến đâu, đều là một bước chiến thắng. Cuộc hành trình để biến đổi này không thể nào mà tức thì được. Nó là một tiến trình từng ngày một. Nó cần sự cam kết hàng ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính bạn. Mỗi ngày, bạn sẽ thêm một nét vẽ khác biệt vào trong kiệt tác của sự phát triển của mình. Hãy tự mình tôn vinh chính bản thân, ngay cả khi là bạn làm được một điều gì đó, nó chỉ là một phần nhỏ. Bằng cách làm như vậy, bạn đang gửi một tiêu diệt mạnh mẽ đến với tâm trí tiềm thức của bạn. Bạn đang có ý niệm rằng bạn đang tiến bộ gần hơn với những mong muốn của mình. Và cuối cùng, hãy nhớ rằng không có hành trình nào là giống nhau cả. Mỗi một con người sẽ có một cuốn sách cuộc đời riêng của mình, và mỗi trang nó là một trải nghiệm không thể thiếu. Thay vì áp đặt các mong muốn biến đổi tức thì, hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên, trân trọng từng bước đi trên hành trình độc đáo của bạn. Vậy, hãy bắt đầu và tiếp tục hành trình của mình với lòng can đảm và lòng biết ơn. Hãy sống như thể bạn đang là phiên bản mới của chính mình, tôn trọng mỗi bước đi trên con đường phát triển của bạn, biết ơn những gì đã giúp bạn có được ngày hôm nay. Đó là cách bạn tạo dựng nên cuộc đời đáng giá và cực kỳ thú vị. Và rồi, vũ trụ sẽ luôn ủng hộ bạn trên hành trình này. Vậy nên, bạn thân mến,
Bạn thấy sự kỳ diệu của lòng biết ơn mà tôi luôn nói trong mỗi video không? Bạn có thấy là tôi luôn sống trong lòng biết ơn? Tôi biết ơn mỗi một phút giây khi tôi thức dậy, mỗi một bài viết nào mà tôi chia sẻ với tất cả mọi người, mỗi khi tôi đọc bình luận phản hồi từ mọi người. Có một người nào đó tiêu cực trong các video, tôi đều biết ơn điều đó đầu tiên. Nếu bạn sống với lòng biết ơn cả một ngày, bạn sẽ thấy bạn thực sự trân trọng từng phút giây trong cuộc đời bạn. Hãy để lại lòng biết ơn kèm theo với những mong muốn của bạn dưới phần bình luận. Nó sẽ giúp bạn phát ra một năng lượng tích cực để vũ trụ nghe thấy bạn. Và tôi biết ơn bạn vì đã đồng hành cùng với Hiểu Về Tâm Trí. Bạn cũng hay biết ơn tôi, biết ơn vì đã biết đến Hiểu Về Tâm Trí, biết ơn vũ trụ, biết ơn chính phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân mình. Vũ trụ sẽ giúp bạn thực hiện mọi điều mong muốn của bạn trở thành hiện thực. Lý do chỉ đơn giản là vì bạn xứng đáng.